Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hòa Bình, gọi tắt là Ban chỉ đạo số 09, đã phối hợp với Ban chỉ đạo số 09 huyện Tân Lạc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua khác, kịp thời biểu dương điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng công an nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương để mọi người dân được hưởng niềm hạnh phúc, an toàn. Ngày hội còn có nhiều hoạt động thiết thực như cấp căn cước công dân và hướng dẫn cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian và trưng bày sản phẩm địa phương.